Ok, hello anh em, và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Chúng ta sẽ cùng quay trở lại với One Piece để cùng Zoro thực hiện một cái nhiệm vụ bí mật mà như giống như là Zoro đã được giao nhiệm vụ này từ rất lâu rồi. Nhưng mà đến hôm nay thì cái nhiệm vụ đó mới gọi là đạt được cái thời cơ chín muồi để có thể là hoàn thành nó. Hiện tại đang có một số lượng lớn dương và trái ác quỷ đang được gọi là tích trữ ở thuyền của Grab. Tại vì Grab sau một cái chuyến gọi là đi bắt hải tặc ở Tân Thế Giới thì đã mang về rất là nhiều dương, và trong đó hình như là còn có cả mang về cả trái ác quỷ nữa. Nên là lần này chúng ta sẽ cùng Zoro đi để ăn trộm những thứ đấy về. Rồi, và lần này theo như lời của anh em thì mình đã cài cái mốt mà chúng ta sẽ cầm kiếm hai tay rồi. Giống như kiểu là đã quay thì phải quay hai tay ấy. Đấy, vì Zoro mà. Ok, thì bây giờ là mình có kiếm đúng không? Bây giờ thì mình sẽ lấy kiếm xuống đi. Chúng ta sẽ cất mấy cái này nhá. Hôm nay thì mình sẽ bỏ mấy cái Uchimizu ở nhà. Chúng ta sẽ không mang nó theo nữa. Và lần này mình có cái Blue Squad này thì mình không mang theo. Mình sẽ mang theo áo này, giày và một đống cái kiếm của mình đâu nhỉ. Ở đây mình có cái Terry này, có cả cái này nữa. Có cả kiếm của dâu trắng luôn. Mình nhớ là mình có nhiều kiếm lắm cơ mà. What the fuck, đâu hết rồi. Không biết là mình cất đâu rồi anh em. Kiểu bây giờ tự nhiên mình lại quên mất rồi ấy. Nồi thật. Có thể là mình đã cất ở đâu đó và mình kéo nhớ ở đâu rồi. À đúng rồi, bánh nồi ạ. Mình kiểu quên mất. Vừa nãy là mình máy mình là vừa có đi cài lại win, nên là chắc mình lại vừa quên không cài mất cái gọi là cái mốt vũ khí vào rồi. Nên là bây giờ là chúng ta lại không có cái vũ khí đây nữa thôi. Dù sao thì có gì thì dùng đấy đi, mình vẫn có đến là 3 vũ khí cơ mà đúng không? Đấy, bây giờ anh em thấy không? Mình có thể sử dụng hai tay đấm tấn như kiểu là boxing ấy. Đây. Mình sẽ quay như này. Bang. Mình vẫn chưa cài gọi là cái mốt di chuyển chân thực vào, nên là nhìn đấm cho nó hơi khắm lọ một tí. Nhưng mà what the fuck, tại sao mà khi mà bây giờ ví dụ là mình có thể đấm được hai tay như này đúng không? Đó. Nhưng mà bây giờ khi mà mình lại bỏ cái vũ khí này vào để mình thử xem nào. À đây. Con the hell. Bây giờ là giống như kiểu là khi mà mình cho cái kiếm này vào thì nó sẽ kiểu bị sida một tí anh em ạ. Ok, mình vừa mới đi ra ngoài về. Nhưng mà thôi, dù sao thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục luôn với cái gọi là nhiệm vụ của Zoro. Và do là chúng ta có nhiệm vụ của Zoro lần này, vì là Zoro chưa ăn trái ác quỷ nào cả trong chuyện, nên mình cũng sẽ chơi như vậy để cho nó gọi là giống chuyện nhất có thể. Tạm thời thì mình sẽ chưa sử dụng nó. Và mình sẽ không biết là khi mình sử dụng cái sữa này thì nó bị mất cái webpo đi không nhỉ? Thôi, dù sao thì để cho chắc thì bây giờ là mình cứ cất cái webpo này đi trước đi. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành bỏ năng lực của cái trái Gatsu đi. Anh em đợi một chút thì mình nhìn kỹ là mình còn mang cái skill nào trên người không. Ok, như là không rồi. Rồi thì mình đã bỏ nó đi rồi. Bây giờ là chúng ta đã trở thành Zoro bản chính thức rồi anh em ạ. Để xem nào, bây giờ thì mình nghĩ là mình sẽ mang ở đây, mình sẽ cần có cái webpo của mình có tận 2 webpo đấy anh em ạ, nhưng mà thôi mình sẽ chỉ mang một cái thôi. Mình sẽ mang theo mấy cái Uchimizu này để cho nó chắc ăn. Chắc lần này mình sẽ chỉ mang theo 3 cái thôi, mình sẽ không mang theo nhiều đó. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng cái webpo này để bay như này. Chúng ta cứ thế này mà bay thôi anh em ạ. Đấy, bây giờ mình sẽ gọi là bay đến một cái hòn đảo ở gần cái thuyền của Grab trước. Ok, bây giờ mình đang ở gần với cái con thuyền của Grab rồi. Mình đang ở trên một cái hòn đảo kiểu không có ai luôn, giống như là mình đang kiểu Robinson trên đảo hoang ấy. Mình sẽ bơi gần đến thuyền của Grab và sau đó chúng ta sẽ gọi là tấn công bất ngờ từ đằng trước. Chứ không phải là thông từ đằng sau nữa. Mình là Zoro mà đúng không? Không việc gì phải sợ hết, chúng ta sẽ tấn công từ đằng trước luôn. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đi ra đây. Mình sẽ bay lên đầu con chó trước đã anh em. Để quan sát tình hình, chúng ta sẽ đứng từ đây để quan sát. Nhưng em thấy thì đã có một thằng hải quân ở đây rồi. Giống như là con tàu này bây giờ được canh gác, tại vì nó đang chứa rất là nhiều trái ác quỷ. Và hải quân thì chắc chắn là biết là ở đâu có trái ác quỷ thì ở đó sẽ có người rất là nhiều những cái thằng hải tặc đến cướp. Và mình là một trong số những thằng đến cướp. Không biết là mình có đến đầu tiên nhỉ? Hy vọng mình là người đến đầu tiên để có thể lấy được hết cái số trái ác quỷ đấy. Ôi, đông thế này cơ mà. May ý, mà chúng nó không nhìn đến mình, anh em thấy không? Đây, mình đang kiểu ngụy trang mình đang mặc cái áo màu đen chứ. Đấy, mình đang mặc áo màu đen này nên là ở trong buổi ban đêm thì nó sẽ rất khó nhìn. Ok, bây giờ mình sẽ đi qua bên này.
Hy vọng là bên này sẽ có ít hải quân hơn. Bãi cần nồi ạ, ở đâu cũng có hải quân hết, chúng nó đứng canh hết luôn này anh em. Hai trưởng thật là làm sao mình tấn công ở đây. Mình nghĩ là ta sẽ tấn công từ đằng trước vẻ hơi khó, chắc là mình sẽ bay lên kia đi. Đấy, anh em thấy chưa, nhiều như thế này cơ mà. Mình mà bây giờ xuống đấy là coi như là mình rip luôn đấy. Tại vì mình bây giờ là không bất tử rồi. Ok, mình sẽ đứng từ trên này để quan sát tình hình trước đã. Chúng ta sẽ sử dụng cái webpo thật là hiệu quả. Rồi bây giờ thì mình sẽ next next sang đây một chút. Chỗ này không thấy ai anh em ạ. Bây giờ mình sẽ đáp xuống dưới này. Mình sẽ nhẹ nhàng tình cảm thôi. Đây một thằng. Chỗ này mình đoán là có khoảng độ 4-5 thằng gì đấy. Để mình đi sang đây xem nào. Ghê thật bọn này. Đứng ở đâu có. Ui đây có luôn này. Ôi hình như nó phát hiện ra mình rồi anh em ạ. Nồi nó chạy đâu rồi ấy. Ghê vãi. Thôi mình phải cẩn thận đây. Bây giờ mình sẽ bay lên trên này. May mà mình có mang theo cái webpo này là tiện lợi. Ok. Thì chúng ta sẽ đứng trên này. Đấy anh em thấy chưa. Wow. Mỗi một thằng hải quân nó sẽ đứng vào một cái cửa để nó canh gác nhưng mà có vẻ là hơi khó cho mình rồi. Nhưng không sao, mình đã quyết định rồi. Đằng nào thì chúng ta cũng phải chiến đấu. Nên là mình sẽ chiến đấu như một thằng hải tặc thực thụ. Ui, bắt cần nồi ạ, trên này cũng có luôn này. Ui, trên này vãi trưởng thật. Ui, ở trên này cũng có luôn anh em ạ. Thôi để xẹt. Mình biết mà. Ui, nó đánh mình tận 2 máu một. Vãi nồi. Quả này căng rồi anh em ơi. Quả này hơi bị căng luôn đấy. Mình phải cẩn thận. Mình sẽ đứng ở đây. Chúng ta sẽ đánh giáp lá cà. Mình sẽ giết từng thằng một. Và sau đó sẽ xông vào chiếm hết tất cả mọi thứ. Đây bây giờ mình sẽ đứng ở đây. Chúng ta có nên sử dụng cái Uchimizu này trước không? Mình nghĩ là mình nên giết bớt một vài thằng đi. Đấy ví dụ như này. Chúng ta sẽ giết bớt nó đi. Còn một đống ở đây các anh em. Một đống thằng ở đây luôn. Mình sẽ sang bên này. Chúng ta sẽ sang bên này để giết mấy thằng kia đã. Phải gọi là tiêu diệt bớt quân địch đi thì chúng ta có thể cơ hội chiến thắng cao được. Đây đây đây. Mình sẽ giết thằng này. Nó chưa chết. Rồi ok may quá. Mình không biết là. Đây rồi có một thằng lên để nộp mạng cho mình. Ấy nó đâu rồi. Ấy thật mình không biết là có giết được thằng này không. Giết được anh em ạ. Cái Uchimizu lại bắn xa ghê nhỉ. Mình không ngờ đấy. Bắn xa như vậy đâu. Thằng này rồi. Mình từ đây đã chắc là giết được bao nhiêu nhỉ? 3 thằng rồi sao ấy. Bây giờ chúng ta sẽ đứng ở đây kiểu nấp được không? Đấy, mình sẽ nấp đây. Mình sẽ bắn thằng này. Ok. Có vẻ như là mình mang theo cái Uchimizu này thì vô cùng hiệu quả anh em ạ. Mình đã giết được 4 thằng rồi, 4-5 thằng gì đó mình cũng chả đếm nữa. Tiếp theo là đến thằng này. Không biết là có quá xa không. Vẫn giết được. Ngon. Bây giờ là mình sẽ phải dụ từng thằng ra một. Hình như là còn một thằng bên này nữa. Đó, còn một thằng nữa bên này anh em ạ. Mình sẽ đứng ở đây. Khá xa nhưng mà hy vọng là mình có thể nhắm trúng được. Ok. Ngon luôn. Bây giờ chuyển kiếm thôi. Chúng ta sẽ chuyển kiếm để xuống tiêu diệt bớt bọn này. Mình phải nhẹ nhàng tình cảm. Đấy, anh em thấy anh em thấy cái tuyệt chiêu múa kiếm của mình chưa? Kiểu như múa như kiểu là bị lên đồng ấy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục thôi. Vẫn còn rất nhiều thằng ở trong nhà này, mình phải giúp từng thằng ra một. Mình phải cẩn thận anh em ạ, chỗ này là nguy hiểm. Đó. Mình có nên bay lên trên tầng 2 rồi đánh xuống tầng 1 không nhỉ? Mình nghĩ là như vậy là sẽ tốt hơn, nhưng mà ở trên tầng 2 thì lại không có lối vào anh em ạ. Đáng lòng vãi. Dù sao thì chúng ta vẫn phải tấn công thôi. Mình sẽ tiếp tục giúp thằng này ra đây. Và mình sẽ chém nó. Bém bém bém. Mình sẽ giết thằng này thật nhanh. Ui! Vãi nồi ạ! À. Bạn đã bị giết bởi một con gà. What the fuck? Đùa bị mất cái ấy rồi. Thắng lòng thật. Mình đang ở trên con tàu Sunny anh em ạ. Wow, có vẻ như là công cuộc đi giết mấy thằng đấy của mình có vẻ là khá khó rồi. Nó đánh một phát mình chết luôn. Vãi cả trưởng. Mà anh em biết là ở trên con tàu đấy thì thằng đấy mới chỉ là đội trưởng thôi. Tức là cái thằng mà đang canh giữ cái trá quỷ đấy, nó phải còn mạnh hơn cái thằng nó vừa đánh mình rất là nhiều lần. Mình bây giờ là chúng ta phải suy nghĩ làm thế nào để có thể cướp được con tàu đấy. Hai cái cây này nó có tự ở đây từ đầu đúng không? Mình lâu không qua đây lại quên mất. Bây giờ là chúng ta không bay được nữa rồi. Mình bây giờ là không có cái để bay nữa. Phải thật chẳng nhẽ mình lại bơi đấy à? Bơi đấy thì có vẻ hơi sai anh em ạ. Thôi, dù sao thì số nó cũng đã như là
đã như vậy rồi thì mình cũng nên chấp nhận. Mình nghĩ là mình sẽ bơi về nhà trước đi. Mình sẽ bơi về nhà trước, hoặc là lần này thì chúng ta sẽ mình sẽ gọi là mặc cái áo giáp này vào để xem là mình có chống chọi được với cái sức tấn công của thằng ML hay không. Đánh như phát gọi là một phát chết luôn đấy. Mình không nghĩ là nó lại khỏe như vậy. Ok, thì bây giờ mình sẽ bơi lại sang cái con thuyền đến trước đã. Đó, chúng ta là người cá mà đúng không? Sẵn xoắn. Rồi đi đường nào nhỉ? À đi đường này. Mình nhầm đường em ạ. Ok, giờ chúng ta sẽ quay lại đấy và để trả thù cho cái gọi là cái sự nhục nhã của mình. Ok, mình đã bơi ra được đến cái chỗ mà nơi mình đã bị gọi là bị sỉ nhục anh em ạ. Đời làm thằng hải tặc chưa bao giờ mình bị sỉ nhục một cách gọi là chưa bao giờ nhục như này anh em ạ. Mình đã phải đi đào thêm đất để lần này chúng ta sẽ đánh đánh gọi là đánh lén hơn một chút. Vừa nãy là mình có vẻ là hơi hơi chủ quan khi mà mình nghĩ là không có thằng nào nó khỏe đến nỗi mà nó đánh phát mình chết luôn được. Đúng là trong cái thế giới hải tặc này thì chuyện gì cũng có thể xảy ra hết. Thằng nào cũng có kiểu như là cái sức mạnh của nó mà mình không thể ngờ được đến luôn đấy. Thằng nào nhỉ? Thằng Mon Mon Ga đúng không? À đây rồi em. Thằng ML này. Tóc đỏ à? Không biết là nó có cái gì đỏ đỏ ở sau nhỉ? Trông ghét vãi. À để mình xem nào. Mon Mon Ga. Không biết là mình có đánh được xuyên tường không? Không xuyên được tường. Mình hơi ảo một chút. Ui! Ui nó đánh mình từ xa này. Quá cái nồi ạ. Khi mà mình mặc giáp là thì vẫn mất đến 2 máu. Tởm thật. Đâu thằng Mon Mon Ga rồi. May là mình chạy kịp đấy chứ không chắc creep. À, mình đã nhìn thấy cái chân của nó rồi. Có phải cả nó không? Ồ, không phải em ạ. Không phải, đùa. Mình thật sự là phải rất cẩn thận. Tại vì bây giờ mình không có cái gì để bay nữa rồi. Thằng Mon Mon Ga này nó tởm vãi. Ngoài đánh mình luôn này. Mon Mon Ga này, máy bướng. Bây giờ mình sẽ dụ ra ngoài này. Mình sẽ không cho nó ra đến cái cửa này luôn đấy. Ok, Mon Mon Ga. Ui, có vẻ như là nó sắp yếu rồi, yếu sinh lý rồi. Ok, ui rồi, mình đứng xa như thế này rồi mà vẫn bị dính kill của nó kìa. Nó dùng gì? Haki à? Vãi cả nồi ạ, à? Nó dùng Haki đánh mình hay sao? Ui, ui, vãi trưởng. Mày Mon Mon Ga này còn 80 máu. Mình sẽ chơi lầy với nó luôn, nó thích chơi lầy thì mình cũng chơi lầy. Mày đứng ở trong nhà. Ui, Haki của nó, ui, Haki. Không biết có phải Haki hay không nhưng mà túm lại thì mình vẫn bị mất máu. Mất rất nhiều máu. Đấy, thật. May mà mình đã búp đầy thực rồi đấy chứ không thì chắc creep. Bình tĩnh, mình phải bình tĩnh anh em ạ. Quả này mình phải bình tĩnh, mình chỉ cần hạ cái thằng Mon Mon Ga thôi. Hạ chưa? Ồ, hình như là chết rồi. Ok, bây giờ thì mình sẽ xông vào quách ra luôn. Rồi, mấy em pitch. Mấy con pitch. Mày bướng này. Mày bướng này, bây giờ mình sẽ chơi kiểu vũ khí. Song kiếm hợp bích, mày song kiếm hợp bích này. Song bích hợp kiếm này. Mày bướng ạ, thằng này nữa. Ơi, mình sẽ giết tất luôn. Bây giờ mình là sát nhân rồi, mình là thằng sát nhân rồi. Mình bây giờ đã bị chúng nó, ui giật cả mình. Mình đã bị chúng nó làm nhục hơi nhiều đấy. Bây giờ mình sẽ trả thù. Mày này con hỉ. Đây gọi là tàn dư của cái trái ác quỷ khi mà mình có được luôn luôn đầy thực em ạ. Mày này cho thành bốc lửa luôn. Ok, có vẻ như là để xem đã, mình phải cẩn thận anh em ạ. Hình như là xung quanh đây hết rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi xuống dưới. Anh em nhớ là lần khi mà mình đến khám phá con tàu này thì bên dưới nó cũng có một cái hầm có rất là nhiều dương không, và mình nghĩ là bên trong đấy sẽ chứa trái ác quỷ và chứa dương đấy, chứa kiểu các cái dương vàng bạc đấy. Mình tốt nhất là lên trên này gọi là check in trước, sợ là vẫn còn hải quân ở trên này thì mình sẽ bị rít mất. May quá chúng nó không ở trên này, tại vì trên này chẳng có cái gì cả nên là chắc là chúng nó không canh ở trên này đâu. Hello, mấy có ai ở đây không? Có hàng em ạ, nhìn thấy Marine rồi. Có hàng. Mình sẽ gọi là kiểu là móc lốp. Mình sẽ đứng đây bắn. Không biết có trúng không nhỉ? Có trúng các bạn, có trúng nhưng mà vẻ như là không mất máu nhiều lắm. Đây. Ok, không biết là mình đã giết nó chưa? Ôi chưa. Vãi nồi. Chuyển. Mày này, lên nộp mạng à. Ngon. Mình sẽ chơi chiến thuật để gọi là nhử hàng. Mình sẽ đứng ở trên này gọi là dụ hàng chúng nó. Đây, mình sẽ thêm vào này. Ui, nó còn một máu kìa.
còn một máu này, nó còn định hồi máu nữa, ai chơi hồi máu. Ok, bây giờ thì mình sẽ đi xuống dưới, mình phải cẩn thận, không biết là còn thằng nào có cụ ở đây. Đây mình vẫn còn nhìn thấy còn rất là nhiều thằng nữa, cẩn thận anh em ạ. Chỗ này bây giờ bắt đầu là gọi là nguy hiểm rồi. Hello. Đây mình sẽ xử thằng này cho anh em xem. Chúng ta sẽ lại sử dụng gọi là cái chiến thuật thôi. Mình không đánh được qua đây à? Đùa. Cái hàng rào này nó mình không bắn qua được, như kiểu là chỉ nhìn em từ đằng xa thôi ấy. Chỉ có thể nhắm em từ đằng xa chứ không thể là vỗ mồm lên được. Buồn vãi. Vậy thôi, vậy chúng ta sẽ đi xuống dưới đi. Cùng lắm thì chết chứ. Ôi ôi. Ai kia? Gương mặt thân quen à? Ai kia? Nhìn quen quen anh em ạ. Ủa Kobe à? Thôi xong rồi. Quả này Kobe mà đứng canh ở đây thì buồn rồi. Anh em phải biết là Kobe là đệ của Grab. Mà là đệ của Grab thì sức mạnh phải gọi là bá cháy chứ không phải là dạng vừa đâu. Mặc dù Kobe ngày xưa rất là cùi, nhưng sau Stankid thì Kobe như kiểu là được phẫu thuật thẩm mỹ, trông đẹp trai vãi nồi luôn. Ồ Kobe nè. Ồ Kobe đang đứng canh anh em ạ. Mình biết ngay mà, mấy thằng khỏe khỏe nó phải lo đứng canh ở bên dưới chứ nó sẽ không ở trên đâu. Ui 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 ui. Vãi nồi Kobe. Ăn cái gì mà trâu vậy? Có vẻ như là vụ này khó mình tưởng anh em ạ. Không sao, lại chơi yêu nhau từ đằng xa vậy. Mình có Uchimizu cơ mà. Chết rồi, xa quá anh em ạ. Xa quá, bây giờ là mình không giống như là kiểu như mình không có tác dụng của nó thôi. Thôi liều vậy. Liều ăn ít. Ê ơi, mất được có tí máu. Hình như là cũng mất được máu của Kobe sao ấy anh em ạ. Thôi dù sao mình sẽ phải giết mấy thằng này trước đi. Rồi chết, mình sẽ đứng ở đây. Hình như là đứng ở từ tập này là Kobe không đánh được mình. Còn mình hình như là cũng không đánh được Kobe nốt. Thốn vãi. Đùa, bây giờ làm sao để mình giết được Kobe đây? Phải giết được Kobe thì chúng ta vào trong được, anh em thấy chưa? Có một cái dương nó bị khóa bởi rất là nhiều cái thanh sắt kia. Mình nghĩ là ở bên trong đấy chính là dương của trái ác quỷ. Nhưng mà sao Kobe này ngu nhỉ? Không biết mở cửa ra. Sống bao nhiêu năm trên đời mà còn không biết mở cái cửa ra, rốt vậy. À, cũng có thể là Kobe được giao nhiệm vụ là không được đi ra ngoài, chỉ được đứng ở bên trong này thôi, canh gác bảo mật để khi nào Grab quay trở về thì mới được ra ngoài. Mình nghĩ là như vậy đấy. Chứ không thì Kobe thừa sức ra ngoài được. Nhưng anh em thấy thì đứng ở trong lồng mà vẫn còn đánh mình mất máu thì biết là Kobe khủng như nào. Mày này, mình sẽ không thèm. Ok, bây giờ là mình phải gọi là liều ăn nhiều thôi. Có vẻ hơi khoai. Từ đã, chúng ta sẽ để hai cái này ra trước đi. Bây giờ vào gần là mình sẽ bị mất máu. Ui dồi ôi, ba máu phát, vãi thật. À mình đánh được Kobe mất máu rồi kìa. Kobe Sturdy. Ok. Kobe Sturdy. Rồi, mình sẽ chịu khó mất máu một tí vậy. Chúng ta sẽ đứng ở đây để bắn Kobe. Ok, ui dồi. Ui kìa, cẩn thận. Mỗi lần chết là mình lại bị mất một cái Uchimizu. Trong khi là mình đã mặc cái áo giáp này vào rồi mà vẫn không sống được. Kobe khỏe vẫy nồi ấy, mình bây giờ phải làm thế nào đây? Chẳng nhẽ là bây giờ chúng ta lại quay về nhà và ăn một trái ác quỷ vào để đi cấp đồ cho nó dễ. Chứ có vẻ như là đánh tay đôi với Kobe thì quá khó. Để mình xem nào. Hay là chúng ta đi ăn trái ác quỷ của Marco vào đi. À không, Marco thì vẫn bị nhận sát thương nhỉ? Có vẻ hơi khó. Và sau một thời gian suy nghĩ thì mình đã đi đến quyết định cuối cùng, đó chính là chúng ta bắt buộc phải sử dụng trá ác quỷ thì may ra mới có thể cướp được cái đống dương từ tay của Kobe chứ. Nếu như với cái tình trạng này mà mình cứ đi đánh thì như em thấy là đồ kim cương của mình đã bị hỏng rất là nhiều luôn. Và giống như kiểu là Kobe đánh mình chỉ 3-4 phát là chết rồi ấy, nên là nếu như mà không ăn trái ác quỷ vào thì chắc là có lẽ là mình sẽ không thể nào mà lấy được đồ nữa. Lại còn bị mất cả Uchimizu rồi, còn bị mất cả cái Kagami hay là cái gì nhỉ? Cái Weppo nữa đúng không? Phải Weppo không? Ờ đúng rồi, cái Geppo nữa. Mình rất là tiếc, tại vì phải đi đánh nhau rất là nhiều thì mới có được cái Geppo này. Mình không muốn bị mất nữa. Nhà thôi, để cho nó nhanh gọn nhẹ thì mình sẽ lại ăn một trái ác quỷ đi. Mình không cần cái trái nào nó quá khủng đâu. Mình sẽ ăn trái Gatsu à. Chỉ cần là chúng ta không bị mất máu là được đúng không? Vậy thì cái gì đây? What the fuck? Mình vừa nhìn thấy một cái bóng bóng gì đây này? Ghê vãi nồi.
Ok, bây giờ thì chắc là mình sẽ ăn vào đi. Mình có một cái kiếm này, một cái Blue Sword. Cái này là cộng 12 sự tấn công. Vậy thì mình sẽ đeo luôn nó vào đây đi. Đó, cho nó ngầu anh em ạ. Tội gì đúng không? Đấy, anh em thấy chưa? Kiếm của mình khủng này cơ mà. Ok, và mình đã quay trở lại. Nhưng mà lần này thì mình đã không còn kiểu là yếu đuối hay là gọi là sợ hãi như lần trước nữa. Bây giờ mình chả sợ cái nồi đấy. Bây giờ ok, chúng ta sẽ xông thẳng xuống dưới và cướp đồ thôi. Thật sự là mình không hề muốn ăn cái trá quỷ này vào để đi cướp dương đâu. Tại vì như vậy thì nó chả còn cái nồi gì vui nữa cả. Nhưng mà nếu như mà không ăn vào thì mình cũng không cướp được thì nó còn không vui hơn nữa. Nhà thôi, dù sao thì mình vẫn muốn là cướp được cái dương với cả trá quỷ trong tay của Kobe hơn. Anh ấy đâu rồi? À, đúng rồi, nhìn ở mỗi cái chim. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vào thôi, mình nghĩ là nên nói chuyện một chút. Hello Kobe. Ai, chà chà. Rồi, mình sẽ mở cửa ra để cho Kobe giải thoát. Ôi chết rồi, Kobe cao quá, không ra được ngoài. Vãi. Mày. Kobe, Kobe sờ ti, Kobe sờ ti, Kobe sờ ti, sờ ti Kobe. Mình sẽ... Vì Kobe là người bạn của Luffy cũng như là Zoro ngày xưa, nên là chúng ta sẽ đánh chay thôi, mình sẽ không sử dụng năng lực của trá quỷ nữa. Và mình cũng sợ là nếu như sử dụng năng lực của trá quỷ thì rất có thể là cái con tàu nó sẽ hỏng mất. Tiếc lắm anh em ạ. Ui, có một bí mật mà sẽ không bao giờ... Bí mật gì nhỉ? Mình vừa thấy Kobe rơi ra một cái gì đó. Nhật ký vàng mi. Nhật ký vàng bi là gì? Nhật ký vàng bi là chắc là sự kết hợp giữa nhật ký vàng anh và nhật ký của Kobe à? Thấy cái nồi cái thằng này đặt cái tên nhật ký cũng không nên hồn nữa. Tên là Kobe thì đặt là nhật ký của Kobe đi, có phải nhanh không? Lại còn đặt ký là nhật ký vàng bi nữa. Tuyệt vời, nhật ký vàng bi. Anh à, nói thôi đọc nồi gì đấy, đọc làm gì khổ mình. Đấy, đọc làm gì anh em? Giờ đi lấy đồ đã. Mình thèm gì đọc cái cuốn nhật ký đấy. Chắc lại viết này, là như kiểu là thành tích tán gái gì. Ồ đấy, đúng là gọi là lời đồn quả là chính xác anh em ạ. Chúng ta đã có dương ở đây rồi. Ờ, cái này không có. Sao bảo nhiều lắm cơ mà nhỉ? Mình nghe đồn là bảo có nhiều dương lắm. Ở đây cũng nhiều đấy anh em ạ. Ở đây nhiều mà. Mình đang định bốc, mình đang định nói là nó bảo là có nhiều nhưng mà ẻo toàn đúng là nhiều thật đấy, nhưng mà toàn dương đồng vãi nồi. À, không có luôn ạ. Toàn dương đồng này thì làm sao mà tính tiền được, ẻo một đống dương đồng luôn này. Ôi bảo nhiều dương lắm, đúng là nhiều dương thật anh em ạ. Ôi một đống dương đồng luôn, chắc là toàn cướp được của mấy cái thằng kiểu hải tặc, nó kiểu cùi cùi ấy. Mấy cái thằng hải tặc không mạnh nên là không có nhiều dương ngon lắm. À, có mấy mũi tên này. Ồ, oh, đấy! Một dương vàng. Ồ, oh, bắt đầu có dương bạc rồi đấy. Xem cái này nào. À, đây, dương bạc này. À, lại dương đồng. Không sao, có vẻ là... Đấy, dương bạc. Mình nghĩ là khá là nhiều dương đấy. Còn cái này chưa kiểm tra đâu. Đấy, dương vàng này, tuyệt vời. À, đấy rồi. Mình nghĩ là bên trong này sẽ là trá quỷ này. Tại vì nó được bảo vệ rất là kiểu cẩn mật luôn đấy. Ok, để xem có phải đúng không nhá. Ồ, trái gì đấy? Yami Yami. Yami Yami là trái... trái gì nhỉ? Mình nhớ này. Ui, trái bóng tối anh em ạ. Đầu trái bóng tối của thằng dâu đen ấy. Để mình đọc có đúng không? Black Hot Dark Master. Ồ, đúng, Yami Yami, đúng là trái bóng tối đấy các bạn. Thế, ủa rồi. Cái trái này mình chưa có này. Thôi mình sẽ tạm thời chưa ăn mỗi đâu, tại vì để lại để tập sau review cho anh em. Còn tập này thì chắc là tí nữa về mình sẽ mở cái đống dương này ra vậy. Ồ, nào, để bây giờ là chúng ta sẽ đọc nhật ký vàng bi nào. Khổ thế đấy, thanh niên lớn tướng rồi lại còn đi viết nhật ký nữa. Vãi nồi. Thôi là cứ đọc xem nó viết gì. Vớ vẩn lại có gọi là info của em nào xinh xinh. Đọc đã. Ngày hôm nay chả hiểu sao mình thấy thật khó chịu. Cái âm thanh đó cứ quanh quẩn trong đầu mình mãi. Xem hết mấy đống phim khoa học tình cảm Nhật Bản rồi mà tình hình vẫn không khá hơn. Mình thật sự vẫn bị ám ảnh. À, vẫn bị khoảnh khắc đó ám ảnh. Khoảnh khắc gì nhỉ? Tại sao lại bị khoảnh khắc đó ám ảnh? Để mình đọc tiếp nhé. À, cái khoảnh khắc khi mà mình nghe được giọng nói quen thuộc đó phát ra từ phía góc tối nhất của nhà ngục. À, thật sự rất giống.
Một bí mật khủng khiếp đang bị che giấu. Phải chăng anh ấy chưa chết? Tớ muốn gặp cậu. Anh ấy nhỉ? Anh ấy là ai? Nhiều anh ấy lắm anh em ạ. Trong con pi này thì thiếu nồi thì anh ấy đúng không? Anh ấy có thể là mình chẳng hạn. Thôi mình bốc phép thôi. Nhưng mà cái câu cuối các bạn, câu cuối mới là đáng nghi này. Mình sẽ đọc lại một lần nữa. Thật sự rất giống như này. Cái này gọi là giọng nói quen thuộc nhá, xong lại thật sự rất giống. Và một bí mật khủng khiếp đang bị che giấu. Phải chăng anh ấy chưa chết? Tớ muốn gặp cậu. Anh ấy chưa chết. Ở trong truyện One Piece thì có một vài nhân vật chết rồi, như là A này và một vài thằng khác nữa cũng đã chết rồi. Tớ muốn gặp cậu. Bạn của Kobe là ai? Theo anh em phân tích thì Kobe đang muốn nói đến ai và đang muốn nói đến điều gì? Mình thì mình chưa nghĩ ra đâu. Thế với anh em luôn là mình chưa nghĩ ra. Tớ muốn gặp cậu, người mà Kobe đang cần gặp nhất và lâu ngày không gặp nhất, để nói cái bí mật này. Cái mà cái giọng nói quen thuộc. Anh ấy có thể chưa chết. Nhà ngục. Có rất nhiều thứ mà mình thật sự cảm thấy kiểu hung lung, mình chả hiểu mẹ gì cả. Ok thì thôi vậy, không hiểu gì thì thôi mình chả cố hiểu nữa. Mình sẽ gọi là suy nghĩ và anh em hãy cùng suy nghĩ cùng mình. Và nếu như anh em nào mà có giống như là có phát hiện được ra cái tình tiết nào đó hay thì có thể comment ở bên dưới video này để tập sau mình có thể kiểm nghiệm lại nó để xem có đúng hay không. Tại vì thật sự là mấy cái suy luận này thì mình cũng kém lắm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay về nhà đã. Mình muốn đi mở cái đống dương này. Mình thật sự là muốn mở cái đống dương này ra. Bây giờ chúng ta sẽ quay về nhà đã. Chà chà, vẫn còn một thằng đây này. Thôi, mình không đánh nữa đâu. Đánh nhau nhiều chán. Bây giờ quay về nhà trước đã. Ok, và mình đã quay về được cái nhà ra đây. Và lại một điều rất là thú vị nữa, đó chính là toàn bộ mấy cái cây này nó lại đổi màu anh em ạ. Như anh em thấy chỗ này này, lại đổi màu rồi. Nó lần này không phải là màu xanh của cái cỏ nữa, mà nó đã chuyển thành giống kiểu là màu xanh nước biển đặc đặc ấy. Không phải là màu xanh nước biển đặc, mà là màu xanh nước biển đậm. Lần trước khi mà cái cây nó chuyển thành màu da cam thì có anh em bảo mình là nó theo mùa thì ok. Lần đấy thì nó là màu cam thì có thể nó là mùa thu đúng không? Thì nó là màu cam, nhưng mà lần này nó màu xanh lè như thế này thì làm gì có cái màu nào mà biến cho cái lá nó màu xanh đúng không? Nên là mình thấy đây là gọi là đảo thần tiên, gọi là quá chuẩn rồi đấy. Ok, thì chắc bây giờ là chúng ta sẽ cất cái này sẽ đi đây. Cất mấy cái này lên đây. Mình sẽ nhường chỗ để chúng ta mở dương trước đã. Mình lấy cái này xuống chứ quên. Đây là cái đống vàng của mình. Đống vàng thân yêu. 1, 2, 3. Mình nghĩ chắc chỉ cần 27 cái là chúng ta được 9 rồi. 9. Mình nghĩ 9 không đủ đâu. 1, 2, 3. Mình nghĩ phải là 18 cái. Ok, lâu lắm mới lại có cảm giác mở dương em ạ. Thôi cất ngay lên đã. Bây giờ thì chúng ta sẽ mở dương, mình sẽ cho cái đống này xuống. Luôn luôn theo truyền thống là mở dương cùi, không bao giờ mở dương ngon. Nhật ký vàng bi. Đùa cái tên buồn cười vãi. Nhật ký vàng bi chứ. Sao không đặt luôn là nhật ký 2 bi đi. Ok, thôi không bốc phép nữa, mình mở luôn nhá. 18 cái này. Mở được cái gì không? Cái này thì mình có từ đầu rồi nhá, không phải là mình mở được cái này đâu. Cái trái Yami Yami là mình có từ đầu rồi, anh em đừng nhầm nhá. Nó là xịt à? Mở rồi. Đây, được một trái Bomu, đây là gọi là trái cất mũi. Vâng, hai trái cất mũi. Cái trái gì đây? Suke, trái Sike. Mình được một trái Noro. Cái trái này là có một skill thôi, cũng không ngon lắm. Bên này, cái này cũng không ngon. Mấy trái đầu mình mở ra được không ngon anh em ạ. Rồi tiếp tục là chúng ta sẽ mở đến cái đống này đi. Đó, vừa đẹp luôn. Ok, mình sẽ mở từ đây trước. Lại được một trái nữa. Mình mở mấy cái trái cùi. Mình mở mấy cái dương cùi thì sao nó hên thích nhỉ? Mình được một đống trái luôn đấy. Được một trái, cái trái này là trái Jiki. Quen anh em ạ. Ok. Trái Toolbox. Cái này là trái Doruaru. Đây là trái chất độc này, hình như trái này mình cũng chưa có. Đây có một cái rồi. Ui. Trái hia hia, trái này có rồi. Mình tưởng trái mới. Rồi, xịt, tuyệt vời. Như vậy là chúng ta cũng đã mở thêm được khá là nhiều trái ác quỷ nữa. Nhưng mà túm lại thì nếu như mà không có cái vụ đi cấp dương hôm nay thì mình cũng không có thêm được cái trái ác quỷ nào mới cả.
Nhưng mà rất may mắn là chúng ta đã cướp được trái Yami Yami, cái trái này mình chưa có luôn đấy. May mắn vãi nồi. Quả này là kiểu Zoro thành công luôn rồi. Mình sẽ tắt cái đi nhá. Đấy, Zoro bây giờ có thể gọi là bỏ hết gọi là mấy cái đồ này ra. Anh em thấy không? Sợi, đẹp trai, vô đối. Ok, và video này mình sẽ tạm dừng lại thôi. Và nếu như em thấy thích series 1P, đừng quên để lại một like để có thể mình làm tập tiếp theo nhá. Bây giờ thì bye bye.